Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Học sinh dự kiến tự trường năm học mới vào ngày 1 tháng 9 theo dự thảo về thời gian năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Gần 2,5 tấn vải thiều đầu tiên xuất sang Nhật Bản đã hoàn thành thủ tục hải quan chờ phân phối tại siêu thị. Theo Tổng cục Đường bộ, kinh phí được dùng để sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này dự kiến khoảng 270 tỷ đồng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi một số địa phương thông báo về kế hoạch nghỉ hè năm nay cho học sinh các cấp, thì Bộ Giáo dục Đào tạo bắt đầu xây dựng dự thảo về thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, dự kiến học sinh sẽ tự trường vào ngày 1 tháng 9. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu các trường không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học 5 tháng 9, thay vào đó là tự trường vào ngày 1 tháng 9, tức là chỉ vài ngày trước ngày khai giảng chính thức để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm. Việc dạy và học ở các cơ sở giáo dục chỉ được tiến hành chính thức sau khi khai giảng năm học mới. Bộ Giáo dục cũng cho hay, việc tự trường gần với ngày khai giảng sẽ không ảnh hưởng đến quỹ thời gian năm học. Các địa phương có thể tự trường vào ngày mùng 3 hoặc ngày mùng 5 tháng 9 cùng với ngày khai giảng. Nhằm cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 qua hotline và email. Mọi thắc mắc có thể gửi vào email hỗ trợ thi 2020@moet.gov.vn từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 9 năm 2020. Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính 024-3218-1385 đợt 1 từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, đợt 2 từ ngày 5 tháng 8 năm 2020 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Về hỗ trợ cho xét tuyển trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non như sau. Email hỗ trợ xét tuyển 2020@moet.gov.vn từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính 024-386-94884, đợt 1 từ tháng 6 năm 2020 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, đợt 2 từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị bố trí điện thoại, email, bộ phận thường trực cùng các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tuyển sinh để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường cũng như phương tiện thông tin đại chúng khác. Theo dự thảo quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ giới hạn một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ, một điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết. Tuy nhiên, nhiều giáo viên băn khoăn về dự thảo quy chế này bởi bài học thực tế từ cấp tiểu học cho thấy việc giảm số điểm và tăng cường đánh giá bằng nhận xét đã khiến nhiều học sinh thực chất không hiểu mình đang ở mức độ nào. Giảm áp lực là nhận định chung của nhiều học sinh và giáo viên khi nói về dự thảo bỏ điểm một tiết. Chỉ còn điểm giữa kỳ và cuối kỳ do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới công bố. Tuy nhiên bên cạnh đồng tình thì cũng có nhiều ý kiến băn khoăn. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Mỹ, mỗi điểm số có một trọng lực riêng. Việc kiểm tra 15 phút hay một tiết sẽ giúp cho học sinh có động lực thường xuyên hơn trong quá trình học tập. Điểm 15 phút và điểm một tiết là chúng ta sẽ đánh giá giải trong cái giải suốt cái quá trình học trong cả kỳ hoặc cả năm. Nếu mà chúng ta chỉ dồn vào cái điểm thi học kỳ và điểm cuối năm thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ bớt đi cái phần khách quan và sẽ không tạo điều kiện cho học sinh cố gắng nỗ lực trong suốt cả năm học. Thì mỗi bài kiểm tra sẽ chốt lại những kiến thức cho học sinh để học sinh có thể đảm bảo được lượng kiến thức mình đã ôn vào và biết được mình đang đứng ở đâu và mình cần nỗ lực hơn hay không. Còn đối với nhà quản lý, điểm một tiết nó có ý nghĩa nhất định bởi qua đó họ sẽ không chỉ nắm bắt được quá trình học của học sinh mà cả quá trình dạy của giáo viên, từ đó sẽ có những điều chỉnh nếu cần thiết. Do vậy, theo lãnh đạo nhiều trường không nên bỏ. Đó là cái việc không phải chỉ đánh giá cái kết quả tập sinh mà còn phải đánh giá cả cái kết quả giảng dạy của giáo viên nữa. Vậy cái mỗi một nhà quản lý thì người ta phải căn cứ vào ngoài cái giảng dạy thực tế trên lớp thì cái kết quả đánh giá
bài 15 phút tức là bài kiểm tra thường xuyên cũng như bài kiểm tra định kỳ hay là kiểm tra cuối kỳ là rất cần thiết. Với cá nhân mình thì mình nghĩ là không nên bỏ. Đề nghị bộ và có những văn bản hướng dẫn làm thế nào để có cách kiểm tra chính xác việc thực hiện nghề nghiệp, thực hiện dạy học của các thầy cô, việc học tập của các em học sinh mà nó thu được kết quả tốt hơn. Nếu có những cái biện pháp mà thu được kết quả tốt hơn thì những cái biện pháp đấy hoàn toàn có thể loại bỏ. Còn nếu không có những cái biện pháp tốt hơn thì theo chúng tôi nghĩ là nên duy trì. Nhiều ý kiến khuyến nghị đánh nhận bằng nhận xét cũng là tốt nhưng không vì thế mà bỏ điểm một tiết, bởi nếu cả năm chỉ có 4 đầu điểm là quá ít, trong khi cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ phải đối mặt với các kỳ thi cuối cấp rất cam go, vì thế bỏ điểm một tiết thay bằng nhận xét cần được nghiên cứu cẩn trọng. Sau một tháng áp dụng chính sách kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã đón được hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, doanh thu một tháng ước đạt 2.700 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh tăng dần trở lại, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, ở thời điểm nửa đầu tháng năm vừa qua, Vịnh Hạ Long chỉ đón gần 100 khách tham quan vào ngày thường và vào ngày cuối tuần cũng chỉ tăng lên chừng 1.000 khách, bằng 1/10 so với trước khi xảy ra dịch COVID-19. Sang tháng 6 này, vào 2 ngày cuối tuần, lượng khách đã đạt 70.000 lượt khách. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho ngành nhôm Việt lao dốc không phanh. Một số doanh nghiệp doanh thu sụt giảm nghiêm trọng lên đến 70%, gây áp lực lớn về dòng tiền và nằm ngoài mọi dự liệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung đó, vẫn có những doanh nghiệp giữ vững được hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào các hoạt động phúc lợi xã hội. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Đông Á tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương là một trong những nhà sản xuất nhôm hợp kim lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2009 với nhà máy có quy mô trên 70.000 m2, sản lượng trên 50.000 tấn nhôm thành phẩm mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho 1.200 lao động. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, công ty luôn thực hiện nghiêm túc và triệt để các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại cơ sở sản xuất như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay toàn bộ người ra vào hàng ngày, giãn cách các vị trí sản xuất tại nhà ăn ca, không tập trung đông người và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên đeo khẩu trang cả ngày. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực hỗ trợ địa phương chống dịch bằng những hành động cụ thể như trao tặng khẩu trang và thiết bị y tế cần thiết tới cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Cụ thể, công ty đã chuyển tới Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh 10.000 bộ khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ lao động, 500 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch chuyên dụng, 500 chiếc mũ bảo hộ phòng dịch có kính chắn với tổng giá trị 200 triệu đồng. Vượt qua những khó khăn do tác động của COVID-19 tới thị trường bất động sản trong nước và ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất nhôm. Với hai nền tảng vững chắc là tài chính và độ phủ thị trường, công ty Nhôm Đông Á vẫn giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng công suất nhà máy lên gấp đôi, 100.000 tấn nhôm thành phẩm một năm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Gần 2,5 tấn vải thiều đầu tiên xuất sang Nhật Bản đã hoàn thành thủ tục hải quan, chờ phân phối tại siêu thị. Việt Nam sẽ cung cấp hàng cho Nhật Bản bằng đường biển và hàng không. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, lô vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã hoàn thành thủ tục hải quan tại sân bay Narita, Nhật Bản, với mẫu mã chất lượng tốt và đang chờ phân phối về hệ thống siêu thị. Ngày 18 tháng 6, sau khi đảm bảo thời gian cách ly, chuyên gia Nhật Bản đã đến và kiểm tra nhà máy xử lý khử trùng tại Bắc Giang. Cục Bảo vệ Thực vật đã cùng chuyên gia giám sát hai lô vải đầu tiên của công ty xuất khẩu Amay, trọng lượng 1.075 kg, và công ty Tránh Thu, trọng lượng 1.000 kg đi Nhật Bản. Tiếp sau đó là lô hàng của Aeon, trọng lượng 352 kg. Ước tính trong mùa vải năm nay sẽ có khoảng 100 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản bằng đường hàng không và đường biển. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo Tổng cục Đường bộ, kinh phí được dùng để sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này dự kiến khoảng 270 tỷ đồng. Thông tin từ Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị này đã phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng, chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Hà Nội, dự kiến khởi công vào tháng 7 tới và hoàn thành vào quý 4 năm 2020. Dự kiến kinh phí cho việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này sẽ hết khoảng 270 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ, công tác sửa chữa sẽ được áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại và có chuyên gia nước ngoài giám sát thi công. Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung chủ yếu vào nâng cao cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp nhận 15 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó có 8 dự án vốn đầu tư nước ngoài và 7 dự án vốn đầu tư trong nước, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng quý 2 năm nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ tiếp nhận được 3 dự án. Nguyên nhân dẫn tới thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn. Khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo ra cơ chế thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến làm việc. Ban Quản lý các khu nghiệp cũng đã tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính qua cái hình thức online và qua các kênh dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Trong nội bộ của ban thì tập thể lãnh đạo ban cũng đã quán triệt tất cả các cán bộ công chức trong ban là phải thực hiện nghiêm túc về thực thi các cái thủ tục hành chính, đảm bảo cắt giảm cái thời gian cũng như là cái chi phí khi đến làm việc. Tiếp tục chủ động để theo dõi, nắm bắt những cái tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu để tháo gỡ những cái khó khăn cho họ. Ông Trần Thủy Đại, quản lý vận hành khu công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2, người thường xuyên đến làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp chia sẻ. Hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp đã được đơn giản hóa, giảm thời gian của các doanh nghiệp đến làm việc hơn trước rất nhiều. Trước đây mỗi một lần làm các thủ tục hành chính ấy, thời gian chờ đợi có thể mất đến hàng tuần. Nhưng bây giờ theo cái quy định mới thì thời gian có một số những thủ tục có thể giải quyết trong ngày, tạo điều kiện doanh nghiệp giảm bớt cái thời gian chi phí đi lại. Đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, kinh phí khi thực hiện các thủ tục mà còn giúp cho hoạt động giao dịch tại Ban Quản lý các khu công nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Tính từ đầu năm đến nay đã có trên 161.000 hồ sơ trên tổng số 168.000 hồ sơ đã được giải quyết. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp đã từng bước đi vào ổn định trở lại. Tuy nhiên, dịch bệnh tại nhiều nước trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thu hút nhà đầu tư vào địa bàn và hoàn thành kế hoạch đề ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo chi tiết thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng ô tô. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố về việc báo cáo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải bằng ô tô. Nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bộ phận quản lý, số lượng hợp đồng vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa và giấy vận chuyển đã ký kết. Đáng chú ý, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải phải khai báo rõ ràng tổng số phương tiện vận tải, số phương tiện đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, số lượng phương tiện có thiết bị giám sát hành trình truyền về dữ liệu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hiện Hưng Yên có trên 350.000 trẻ em, trong đó có tới 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Để giúp các em có điều kiện sống, học tập và ổn định cuộc sống, những năm qua, các cấp chính quyền cùng toàn thể cộng đồng xã hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Ba anh em Tuấn Toàn và Mỹ Tiên ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, sớm mồ côi bố, mẹ bỏ đi biệt tích, nên phải sống dựa vào bà nội đã già yếu, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước hoàn cảnh của các em, nhiều tổ chức cá nhân đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ bốn bà cháu sửa sang lại căn nhà khang trang. Các em được đến trường trong sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè. Sự quan tâm động viên của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân đã giúp các em có cuộc sống ổn định hơn, thêm phần tự tin, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ba em con ở bên bàn được các cấp chính quyền, thầy cô giáo các bạn giúp đỡ, cảm thấy rất là vui và hứa sẽ cố gắng học tập. Ở trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu, đang nuôi dưỡng trên 200 trẻ em, chủ yếu là trẻ em khuyết tật, chậm phát triển. Ở đây các em được các cô chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, được dạy văn hóa, dạy nghề, phù hợp với năng lực và độ tuổi của mình. Từ đó giúp các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật từng bước xóa bỏ mặc cảm và tự tin trên bước đường học tập, lập thân, lập nghiệp cho bản thân. Các thầy cô giáo cũng như là cán bộ công nhân viên chức trong nhà trường thì rất là cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất cho các em, để các em có thể hòa nhập với cộng đồng, các em có cơ hội để học văn hóa, học nghề. Và hàng năm thì trường cũng nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp ban ngành, các đồng chí lãnh đạo, các doanh nghiệp để
góp phần làm cho cuộc sống của các em tốt đẹp hơn. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là đối với những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành và sự tham gia ủng hộ tích cực của cả cộng đồng. Chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật trị giá hơn 7 tỷ đồng từ các đơn vị tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ và chăm lo cho trên 5.000 lượt trẻ em trên địa bàn, phối hợp trao học bổng và xe đạp đến trường cho 332 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Mong muốn kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cái trường và đặc biệt các cái nhà hảo tâm hãy chung tay để ủng hộ cho để chúng ta có một cái nguồn lực để chúng ta chăm sóc cho trẻ em của toàn tỉnh chúng ta được tốt hơn. Bằng sự chung tay của cả cộng đồng, mong sao thời gian tới nhiều trẻ em không may mắn có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ giúp đỡ ổn định cuộc sống, có cơ hội phát triển toàn diện, đồng thời cũng tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp các ngành, toàn thể gia đình và xã hội về vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em để các em được phát triển toàn diện hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định đình chỉ hoạt động 90 ngày đối với tàu du lịch Âu Lạc 18 mang số hiệu QN5796 vì đã có hành vi chặt chém phí dịch vụ đối với hành khách. Cụ thể thì tàu này đã tự tăng giá vé từ 2,1 triệu lên đến 3 triệu đồng một chuyến. Đồng thời tàu Âu Lạc cũng tự ý rút ngắn hành trình của du khách từ 6 tiếng tham quan xuống còn 4 giờ 20 phút. Trong khi đó tàu Âu Lạc 18 thuộc danh sách Liên minh kích cầu du lịch. Vào tuần trước, thành phố Hạ Long cũng đã đình chỉ hoạt động trong 90 ngày đối với tàu Hải Anh 10 vì hành vi chặt chém và cắt xén hành trình của du khách. Mới đây, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể của hai học sinh ở xã Thanh Hồng bị đuối nước khi đi bơi ở sông Thái Bình. Rạng sáng ngày 21 tháng 6, lực lượng chức năng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tìm thấy thi thể của hai học sinh ở xã Thanh Hồng bị đuối nước khi đi bơi ở sông Thái Bình. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 6, một nhóm khoảng 5 học sinh đi tắm tại bờ kè nhánh sông Thái Bình thuộc địa phận xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 17 giờ 40 phút thì phát hiện hai cháu học sinh lớp 10, 11, trường Trung học Phổ thông Hà Đông đều trú tại thôn Nhan Bầu bị đuối nước. Nhóm bạn đã hô hoán nhưng không có ai ở khu vực này để ứng cứu. Hai cháu đã bị dòng nước cuốn trôi. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu về cho gia đình, chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi động viên, đồng thời tiến hành cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực nói trên và tuyên truyền để thanh thiếu nhi không được ra tắm ở đây. Đêm 21 tháng 6, lực lượng biên phòng và công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp bắt giữ một đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ. Đối tượng bị bắt là Lò Văn Yêu, sinh năm 1957, trú tại Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Tăng vật thu giữ gồm 5 gói hình vuông, chứa tổng cộng là 30.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, Lò Văn Yêu sang Việt Nam thăm người thân, có quen với một người đàn ông tên Tu ở tỉnh Lai Châu, hỏi mua ma túy. Khi nào có ma túy, Lò Văn Yêu sẽ vận chuyển đến khu vực mốc 93 thì liên lạc cho Tu bằng điện thoại. Sẽ có người tới nhận. Tuy nhiên, khi đối tượng đang vận chuyển ma túy, đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam phát hiện và bắt giữ. Quý vị và các bạn thân mến, cuối chương trình là những hình ảnh ấn tượng về du lịch Cô Tô sau thời gian giãn cách xã hội bởi dịch bệnh COVID-19. Cô Tô là một quần đảo nằm ở phía đông của đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Quần đảo này có tên cổ là Tràng Sơn, từ lâu đời đã là nơi cư trú của thuyền bè ngư dân vùng Đông Bắc. Quần đảo có diện tích 47,3 km2, dân số gần 5.000 người. Quần đảo Cô Tô có khoảng 50 đảo lớn nhỏ. Theo Ủy ban Nhân dân huyện, thời điểm này, mỗi ngày có khoảng 500 lượt khách cập đảo, khá thấp so với con số trung bình 6.000 người trên một ngày. Tuy nhiên, đây là những tín hiệu khả quan về sự hồi phục của du lịch trên đảo, cũng như cho thấy tình cảm của khách du lịch dành cho những nét đẹp hoang sơ, mộc mạc nơi đây. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh ấn tượng vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.